so small like you're itty bitty. Just one match in the lights of the city. Walking past strangers on the side of the street. Like a quarter in a cup, we'll get them up on if you like. You think you're never gonna make it mine. Sit back and watch the world while it falls apart. Like out of sight, out of mind. Like it's just a waste of time. Like hey, yeah, yeah. Thưa ba, thưa mẹ, một trong hai người con yêu quý nhất của anh Đặng Ngọc Hòa và chị Trần Thị Tuyết, đó là Đặng Ngọc Diện Ý, đã yêu quý và nguyện gắn bó suốt đời với con trai chúng tôi, Trần Hiệu Thanh Tùng. Từ nay, nguyện sống nghị nạc, thả cường trương về miền quê La Chữ. Một sự lựa chọn hay là sự sắp xếp của duyên số đã kéo hai gia đình chúng tôi lại với nhau trong sự đồng thuận với niềm hạnh phúc lớn lao. Ngày hôm kia ở chùa Hải Đức, nhìn hai con quỳ dưới Phật đài trong lễ hàng tuần, không bỏ lời đưa những ba mẹ hai bên nhìn ra một ước mong bền chặt của hai đứa. Tình yêu chân thành sẽ giúp chúng ta biết sống đúng nghĩa và không sợ gian khó. Xin chân thành và trân trọng cảm ơn quý thân hữu, quý bà con đã thương mến hai gia đình chúng tôi và hai cháu để chúc mừng những ngày lễ thành hôn và phu quý hôm nay. Mùa đông ở Huế mà có một ngày trời thật đẹp thế này, thần ý trời đất cùng phuần. Thay mặt hai gia đình, kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành.